Cầu thủ Bùi Tiến Dũng nhá hàng ảnh cưới, vòng một bốc lửa của cô vợ đại gia chiếm hết sóng. Cặp đôi đang gấp rút hoàn thành tất cả các khâu để chuẩn bị trong ngày đại hỷ diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Vào ngày 30 tháng 11, Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp hình cưới với bà xã Khánh Linh, đính kèm ảnh chàng trung vệ câu lạc bộ Việt theo hài hước, chạy đâu cho thoát. Trong ảnh ông bố trẻ gây chú ý với làn da mịn màng, trắng sáng tươi cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp. Đặc biệt vòng một căng tràn của Khánh Ly cũng khiến hot không kém. Chỉ sau ít giờ chia sẻ, hình ảnh nhanh chóng nhận về 100.000 lượt cảm xúc cùng hàng trăm bình luận. Nhiều fan gửi lời chúc phúc cũng như hóng chờ phun bộ ảnh cưới của chàng cầu thủ nổi tiếng và vợ đại gia. Vào ngày 26 tháng 11 vừa qua, chân sút gốc Hà Tĩnh đã chốt ngày giờ, địa điểm cụ thể tổ chức hôn lễ. Theo đó cặp đôi sẽ làm đám cưới ở ba địa điểm khác nhau. Ngày mùng 1 mùng 2 tháng 1 năm 2021, tức ngày 19 20 tháng 11 năm canh tí. Đám cưới đầu tiên sẽ diễn ra ở Hà Tĩnh, quê nhà của Tiến Dũng với những khách mời của họ nhà trai. Tiếp đến là lễ cưới ở Bắc Ninh, quê hương cô dâu sẽ tổ chức vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 1 năm 2021, tức ngày 25, 26 tháng 11 năm Canh Tý, với sự hiện diện của đông đảo bà con họ nhà gái. Sau cùng là tiệc cưới ở Hà Nội ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021, tức ngày 28 tháng 11 âm lịch, dành cho quan khách là bạn bè, người thân, đồng nghiệp của cô dâu chú rể. Tháng 6 năm 2019, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi sau gần một năm công khai chuyện hẹn hò. Hiện họ đã có chung với nhau một cô con gái hơn một tuổi, gọi ở nhà là Si. Dĩ nhiên cả hai tổ chức ăn hỏi rồi nhưng một năm sau mới làm lễ cưới bởi theo tiết lộ từ gia đình. Năm ngoái Khánh Linh không được tuổi.